Chào các bạn, thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cách xem bảng giá chứng khoán ha, để biết và tìm hiểu về chứng khoán. Cách xem thì cái mình vào cái Google để mình tìm cái bảng giá chứng khoán ha. Mình mở Chrome lên ha các bạn. Google Chrome lên. Mình vô tìm kiếm ha, mình để bảng giá chứng khoán ha. Ở đây mình để bảng giá của VPS luôn ha, chứng khoán VPS ha, VPS. Mình coi hôm nay mình coi bảng giá của cái công ty chứng khoán VPS ha. Để tìm kiếm. Rồi nó hiện lên đó, cái đầu tiên là các bạn VPBS bảng giá. Trên nó có là bảng giá VPBS.com.vn ha. Rồi mình nhấp vào hơn các bạn. Đây là cái bảng giá chứng khoán của công ty chứng khoán VPS. Mình giới thiệu qua sơ qua về tổng giao dịch của ngày hôm nay á, là 14.000 tỷ ha, 14.811 tỷ nè. Còn tổng cái giá trị mà giao dịch thỏa thuận á, là 1.798 tỷ ha. Còn ở đây đó là nó là cái sàn là VN-Index ha. Đây, diễn biến giá của trong một ngày nè. Như VN-Index thì hôm nay là buổi sáng nó tăng ở trên nè. Trên mức tham chiếu nè, buổi chiều nó giảm xuống dưới dưới mức tham chiếu mức vàng nè các bạn, buổi chiều đi giảm ha, có lúc nó tăng lên đụng tham chiếu rồi nó tiếp tục tới kết phiên nó giảm 3,16 điểm nè, tương ứng với giảm 0,25%. Kết phiên là VN-Index là 1.277,35 điểm nè các bạn. Còn bên đây là cái VN30 của Index là 30 cái cổ phiếu 30 cổ phiếu vốn hóa nhất lớn nhất ở cái sàn HOSE á các bạn. Thì VN30 thì buổi sáng cũng tăng tên trên tham chiếu. Gần hết buổi sáng nó lại giảm xuống dưới tham chiếu ha. Và qua cái buổi chiều thì nó giảm dưới mức tham chiếu luôn. Nó đóng cửa nó giảm 3,29 điểm nè, với 0,25% luôn các bạn. Còn bên đây là HX Index là sàn Hà Nội á các bạn. Hà Nội thì hôm nay thì sàn Hà Nội nó tăng ha, tăng trên mức tham chiếu còn kết phiên nó cũng tăng trên tham chiếu luôn các bạn. Nó tăng là 1,01 điểm, tương đương với tăng là 0,35%. Đây là sàn Upcom nè các bạn, sàn Upcom thì từ lúc sáng phiên chiều gì nó cũng giao dịch dưới tham chiếu hết ha các bạn, kết phiên coi như giảm 0,66 điểm, tương đương với 0,71% các bạn. Rồi về cái bảng giá chứng khoán thì như ở đây sàn HOSE nè các bạn. Đây là tất cả các cổ phiếu được niêm yết trên sàn HOSE. Đây, rất là nhiều cổ phiếu hơn các bạn. Đây là sàn HOSE. Rồi, bên đây là VN30 là 30 cái cổ phiếu trên sàn HOSE. 30 cái cổ phiếu trên sàn HOSE. Cổ phiếu vốn hóa lớn nhất. 30 cổ phiếu nữa. Đây là sàn HX Hà Nội ít đó các bạn, sàn Hà Nội. Tất cả các cổ phiếu được giao dịch trên sàn Hà Nội. Rồi, này là Hà Nội ít 30 là 30 cái cổ phiếu vốn hóa lớn nhất trên sàn Hà Nội. Đây sàn Upcom. Sàn Upcom.
tất cả các cổ phiếu giao dịch trên sàn Upcom. Rồi, này đây là phái sinh chỉ số VN30, phái sinh hợp đồng tương lai, giao dịch thỏa thuận, sở thường tổng hợp hoặc là trên sàn, từng sàn luôn, HOSE hay HX, là sàn Upcom, giao dịch thỏa thuận. Đây có thống kê, giá trị giao dịch, giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HOSE, Hà Nội X, Upcom, lô lẻ chứng quyền, thì cũng cái đó này mình cũng không có sử dụng tới ha, không có xem này. Về cái danh mục theo dõi á, ở đây mình nói qua trước cái bảng giá đi. Giả sử như ở cái bảng giá này xem á, thì cái đây là như là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu. Thì đây các bạn có thể muốn tìm hiểu về cái mã chứng khoán ACB này, các bạn cũng có thể nhấp vô đây luôn ha, nhấp vô một cái nó sẽ hiện ra về ACB là cái mã chứng khoán của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu. Thì nó có cái biểu đồ kỹ thuật nè các bạn, biểu đồ kỹ thuật, đây mình có thể coi tăng giảm giá nữa nó ha. Bên đây là bên đây cột giá nè, giá ở đây tham chiếu là 29.000, giá hôm nay kết phiên là 24.500 bên đây ha, 24.200, có lúc nó giảm xuống tới 22.000, 22.000 luôn ha các bạn. Đây nó lịch sử khớp lệnh về tài chính của cái ngân hàng Á Châu. Lợi nhuận sau thuế tiền mẹ. Đây về tài chính nó chia từ năm 2017, 2018, 19, 20 luôn. Rồi, còn các cái mức giá thì đây là giá hâm như giá 24.65 là giá tham chiếu. Giá tham chiếu là giá này, giá tham chiếu ha. Còn cái giá trần, là giá cao nhất là 26.35. Còn giá sàn là giá 22.95 là 22.950 đồng đó các bạn. Ở đây cái giá nó thì cái giá thì nhân với 1.000, còn cái khối lượng á thì nhân với 10, khối lượng thì nhân 10 ha. Giá như đây là giá tham chiếu là 24.650 nhân với 1.000 á, 24.65 là 24.650 đồng. Giá tham chiếu là giá kết phiên giao dịch ngày hôm trước ha. Tham chiếu. Như cái đây cái khớp lệnh nè các bạn. Giá khớp lệnh là giá khối lượng khớp lệnh tăng giảm, khớp lệnh hiện tại cái nếu mà trong cái thời gian giao dịch đó, thì cái giá này, cái giá khớp lệnh này là nó thay đổi liên tục, coi như là từng thời gian nó khớp lệnh đặt mua, khớp lệnh là nó ở cái mức giá này, khớp lệnh ha, khối lượng khớp lệnh. Nó cũng đơn giản vậy thôi các bạn. Cái như giá 3, khối lượng 3, giá 2, này là bên mua nè, người ta đặt mua nè, như ACB ta đặt mua nè.
Đặt mua giá 1 là 24,5 nè. Tới giá 2 nè, 24,45 nè. Đặt mua. Còn bên đây là bên bán, đặt bán. Còn cái khúc giữa là khớp lệnh nha các bạn. Còn khúc đây tổng khối lượng giao dịch trong ngày tới thời điểm mình xem. Này là giá trung bình. Trung bình của tới thời điểm mình xem. Ở đây mình xem cuối ngày thì giá trung bình của cái ngày hôm nay, ngày 5 9. Giá trung bình là 24.560 đồng. Cao nhất là 24.750 đồng. Thấp nhất là 24.450 đồng. Rồi. Cái còn ở đây nó có cái chỗ cái danh mục theo dõi này, chỗ này rất là hay các bạn. Cái danh mục theo dõi là để mình đưa vô cái danh mục mình theo dõi nó, giả sử đây mình có tạo ra ba cái danh sách này, như danh sách mình đầu tư nè. Đó. Những cái cổ phiếu mình theo dõi, như giả sử mình đầu tư những cổ phiếu này. Thì nó đưa vô danh sách này. Còn giả sử mình nhập vô bất động sản nè, đó. Những cổ phiếu mình đưa vô đây theo dõi. Ngân hàng, đó. Vô đây theo dõi. Ngân hàng hiện tại mình chưa có đưa cái mã nào vô hết ha, nhóm ngân hàng. Rồi, ngân hàng chưa. Cách mà đưa cái mã vô theo dõi, giả sử như ngân hàng thì mình đưa các mã thì các bạn nhập cái mã vô đây các bạn. Giả sử như CTG, ngân hàng công thương ha. Chết vô thì nó đẩy xuống. MBB ha, ngân hàng quân đội ha, đẩy HP, ngân hàng thương mại cổ phần, về nhập đó ha, rồi Vietcombank. Còn cái cách mà thêm một cái danh sách mà để mình theo dõi, các bạn tạo một cái danh mục mới nè, nhấp vô cái nhóm, giả sử như mình vô một cái nhóm chứng khoán này ha. Khoản này. Chứng khoán. Đây, nhấn dấu cộng các bạn. Nhấn dấu cộng nè các bạn. Cộng, đó. À, hiện tại nhóm chứng khoán mình chưa có bỏ cổ phiếu vô. Bây giờ mình cách mình đưa cổ phiếu vô thì mình chọn nhập cái cổ phiếu mã chứng khoán vô đây. SSI, công ty chứng khoán Sài Gòn. VND, công ty chứng khoán VN Direct. Rồi. AGR, chứng khoán ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn. Chứng khoán SHS, chứng khoán Sài Gòn Hà Nội, VCI, chứng khoán Bản Việt, rồi chứng khoán VIX, chứng khoán IP, SBS, chứng khoán Sài Gòn, ngân hàng Sài Gòn Thương Tín. Rồi, để đây ha. Còn mình muốn không muốn theo dõi nữa thì mình cứ bỏ nó ra nè. Nếu mà thấy nhiều quá nữa mình không muốn theo dõi mã đó nữa, mình đưa vô cái có cái dấu nè. Đưa vô có cái dấu xóa nè các bạn, chữ X nè, đó xóa à, xóa bớt nè các bạn. Còn chừng nào muốn thêm nữa thì mình cứ nhập vô mình thêm thôi. Rồi mình hiện tại mình tạo ra được bốn cái danh mục này, cổ phiếu nè. Muốn tạo thêm nữa thì mình thêm một danh mục nữa, giả sử như nhóm dầu khí đi. Dầu khí đi. Rồi, mình nhấn dấu cộng nè các bạn. Dầu khí. Rồi, dầu khí mình cần theo dõi những cái mã cổ phiếu nào như Bình Sơn ha, BSR. Lục quá. Công ty đầu tư dịch vụ. Bình Sơn là B Sơn là gì ta? BSR,
Đọc quá giàu Bình Sơn nè các bạn. A, F, B, dầu khí, phá. Còn cũng đơn giản hơn các bạn. Rồi, mình có được mấy nhóm này, mình tạo mấy nhóm mình để theo dõi ha. Trong phiên á, mình xem cái giá của nó biến động sao. Rồi hôm nay thì mình cũng chia sẻ với các bạn cái cách mà xem cái bảng giá chứng khoán này ha. Hôm nay mình xem cái bảng giá chứng khoán của công ty chứng khoán VPS ha. Rồi mình cũng cảm ơn các bạn đã xem. Mình chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Rồi mình tạm biệt các bạn ha.